Cô xin chào các em. Cô tên là Nguyễn Thị Phương Thi, giáo viên trường tiểu học Quang Trung, thành phố Huế. Hôm nay, cô rất vui khi lại được tiếp tục đồng hành cùng các em trong tiết học môn tiếng Việt lớp 1 của bộ sách Chân trời sáng tạo. Chúng ta sẽ làm quen với một chủ đề mới, đó là chủ đề 12 với tên gọi Trung thu. Trung thu là một ngày Tết dành cho thiếu nhi, được diễn ra hàng năm vào ngày rằm tháng 8, tức là ngày 15 tháng 8 âm lịch. Vào ngày này, các bạn nhỏ được rước đèn Trung thu, được phá cỗ và được thưởng thức những chiếc bánh Trung thu rất ngon. Vậy với chủ đề này, cô trò chúng ta sẽ có những bài học gì mới? Cùng cô đến với bài học đầu tiên nhé! Mời các em mở sách giáo khoa trang 120 hoặc quan sát lên màn hình và cho cô biết bức tranh vẽ gì? Bức tranh vẽ các bạn nhỏ đang rước đèn Trung thu với chị Hằng ở trên một sân khấu. Vào đêm Trung thu, vầng trăng rất sáng và tròn. Vậy trên tay mọi người đang cầm gì vậy? Trên tay mọi người đang cầm những chiếc đèn Trung thu. Chị Hằng và bạn nam này đang cầm chiếc đèn ông sao. Bạn nữ cầm chiếc đèn có hình con cá vàng. Và bạn nam này cầm chiếc đèn có hình búp măng tre. Như vậy, quan sát tranh có tìm được một số tiếng sau, đó là vàng, sáng, măng, trăng, vâng. Các em hãy cho cô biết tiếng vàng và tiếng sáng có điểm gì giống nhau? Tiếng vàng và tiếng sáng có điểm giống nhau đó là điều chứa một vần mới mà hôm nay cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu, đó là vần an. Vậy tiếng măng và tiếng trăng thì như thế nào? Tiếng măng và tiếng trăng cũng chứa một vần mới, đó là vần ăn. Và tiếng vần chứa vần ân. Đây chính là ba vần mới mà cô muốn giới thiệu với các em trong bài học ngày hôm nay. Bài 1. An. Ăn. Ân. Các em lưu ý, khi phát âm ba vần mới này, lưỡi của chúng ta sẽ hơi cong và đầu lưỡi không chạm lên phía trên của vòm miệng. Các em cùng nhắc lại về cô nào. An. Ăn. Ân. Bây giờ cô trò chúng ta cùng tìm hiểu vần đầu tiên, đó là vần an. Các em hãy quan sát và cho cô biết vần an gồm mấy âm và đó là những âm nào. Vần an gồm có hai âm. Âm a đứng trước, âm ng đứng sau. Vì thế được đánh vần và đọc trơn là A, ng, an, an. Cô mời cả em nhắc lại nào. Một lần nữa nào. A, ng, an, an. Cô đưa vần an vào mô hình. Và cô thêm âm vờ đứng trước. Dấu huyền đặt trên đầu âm A. Bây giờ cô có tiếng mới là tiếng gì? Đó là tiếng vàng. Tiếng vàng có âm vơ đứng trước, vần an đứng sau và dấu huyền đặt trên đầu âm A. Bây giờ cô mời các em lắng nghe cô đánh vần và đọc trước. Vờ, an, vang, huyền, vàng, vàng. Các em nhắc lại nào. Một lần nữa nào. Vờ, an, vang, huyền, vàng, vàng. Quan sát bức tranh và cho cô biết đây là con cá gì? Đó chính là cá vàng. Cá vàng là loài cá sống ở nước ngọt, có kích thước nhỏ với những màu sắc rất đẹp. Cá vàng thường được nuôi làm cảnh ở bể cá, trong nhà hoặc ngoài trời. Cô mời các em đọc thơm nào. Đọc to với cô nào. Cá, vàng. Một lần nữa. Cá, vàng. Chúng ta cùng đọc lại nhé. An. Vờ, an, vang, huyền, vàng. Vàng. Cá, vàng.
Vậy là vừa rồi cô trò chúng ta đã làm quen với vần an. Nếu bây giờ cô thay âm đầu âm a thành âm á, cô sẽ được một vần mới, đó là vần gì? Các em hãy lắng nghe cô đánh vần và đọc trường để biết nhé. Á, ngờ, ăn, ăn. À, đó chính là vần ăn. Vần ăn có âm á đứng trước, âm ngờ đứng sau. Bây giờ các em lắng nghe cô đánh vần và đọc trường lại một lần nữa. Á, ngờ, ăn, ăn. Các em nhắc lại nào. Một lần nữa nào. Á, ngờ, ăn, ăn. Từ vần ăn, nếu bây giờ có thêm âm đầu là âm mờ, có được tiếng gì vậy? À, đó chính là tiếng măng. Tiếng măng có âm mờ đứng trước, vần ăn đứng sau. Các em lắng nghe cô đánh vần và đọc trước. Mờ, ăn, măng, măng. Các em lặp lại. Lần nữa nào. Mờ, ăn, măng, măng. Quan sát bức tranh sau và cho cô biết đây là gì? À, đó chính là măng tre. Măng tre là mầm tre non mọc từ dưới đất lên và sau này phát triển nó sẽ thành cây tre. Và măng tre cũng được sử dụng để chế biến thành những món ăn rất ngon. Cô mời các em đọc thầm từ mà chúng ta tìm được ở hình ảnh này nào. Đọc to với cô. Măng tre. Lần nữa. Măng tre. Chúng ta cùng đọc lại nhé. Ăn. Măng tre. Cô trò chúng ta cùng chuyển sang vần tiếp theo. Cô lại tiếp tục thay âm đầu. Âm á bằng âm ở. Vậy cô có một vần mới là vần gì? À, đó chính là vần ân. Vần ân gồm có âm ở đứng trước, âm ngờ đứng sau. Vì thế được đánh vần và đọc trơn lá. Ở, ngờ, ân, ân. Các em nhắc lại. Lần nữa nào. Ở, ngờ, ân, ân. Từ vần ân, để có tiếng tần, cô sẽ làm như thế nào? À, từ vần ân, để có tiếng tần, cô sẽ thêm âm đầu, đó là âm tờ và dấu huyền. Lúc này, cô có một tiếng mới, đó là tiếng tần. Các em hãy phân tích cho cô tiếng tần. Tiếng tần có âm tờ đứng trước, vần ân đứng sau và dấu huyền đặt trên đầu âm ở. Lắng nghe cô đánh vần và đọc trơn nào. Tờ, ân, tân, huyền, tần, tần. Các em lặp lại. Lần nữa nào. Tờ, ân, tân, huyền, tần, tần. Quan sát bức tranh sau và cho cô biết đây là mẫu nhà gì? À, đó chính là mẫu nhà tầng. Nhà tầng tức là một nhà có một tầng trệt ở dưới và những tầng lầu phía trên. Đây là mẫu nhà các em thường gặp ở các thành phố, đô thị. Cô mời các em đọc thầm từ mà chúng ta tìm được ở hình ảnh này nhé. Đọc to với cô nào. Nhà tầng. Lần nữa. Nhà tầng. Chúng ta cùng đọc lại. Ân. Nhà tầng. Bây giờ chúng ta cùng đọc lại toàn bài nhé. An. Vờ
An, vang, huyền, vàng, vàng, cả, vàng. Ăn, măng, tre. Ân, nhà, tầng. Vậy là cô trò chúng ta vừa tìm hiểu ba vần mới ngày hôm nay, đó là vần an, ăn và ân. Vậy ba vần mới này có điểm gì giống nhau? Điểm giống nhau của ba vần này đó là đều có hai âm và âm cuối là âm ngờ. Vậy điểm khác nhau là gì? Điểm khác nhau chính là âm đầu. Vần an, âm a. Vần ăn, âm ả. Và vần ân, âm ở. Chính vì điểm khác nhau này nên mỗi vần có một cách đọc khác nhau. Các em à, khi làm quen với ba vần mới này, các em hãy thử nhớ lại xem chúng ta đã học những vần nào mà cũng có cách đọc tương tự như vậy. Cùng nhớ lại với cô nào. Đó là vần an, ăn, ân. Ba vần này có âm cuối là âm n, nên khi phát âm, lưỡi của chúng ta sẽ chạm phía trên của vòm miệng. Còn ba vần mới hôm nay cô giới thiệu đến với các em, đó là vần an, ăn, ân, có âm cuối là âm ng, nên khi phát âm, lưỡi của chúng ta sẽ hơi cong và đầu lưỡi không chạm lên phía trên của vòm miệng. Bây giờ cô trò chúng ta cùng đọc lại để thấy được sự khác biệt này nhé. An, an, ăn, ăn, ân, ân. Chính vì cách đọc tương tự giống nhau nên khi viết và đọc các em đừng nhầm lẫn nhé. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ chuyển sang một hoạt động tiếp theo, đó là hoạt động lường viết. Trên màn hình là vần an viết thường. Vần an gồm có chữ A đứng trước, nối với chữ ng đứng sau. Vậy, độ cao của các con chữ như thế nào? Độ cao của con chữ A và con chữ N có độ cao là 2 ô ly. Và độ cao của con chữ G là 5 ô ly. Bây giờ cô mời các em quan sát cách viết vần an. Đặt phần dưới đường kẻ ngang 3, các em viết chữ A. Nối nét viết tiếp chữ ng. Dừng phần trên đường kẻ ngang 2. Từ vần an, cô sẽ hướng dẫn các em viết chữ vàng. Để viết được chữ vàng, các em chỉ viết thêm chữ V ở trước, nối với vần an đứng sau và dấu huyền đặt trên đầu chữ A. Độ cao của chữ V là 2 ô ly. Cô mời các em quan sát cách viết chữ vàng. Đặt bút giữa đường kẻ ngang 2 và 3, các em viết chữ V, nối với vần an. Và chúng ta sẽ thực hành viết liền nét, nên dấu huyền các em sẽ viết sau cùng. Dừng bút trên đường kẻ ngang 2, các em lia bút viết dấu huyền. Bây giờ các em hãy lấy bảng con và viết cho cô vần an và chữ vàng. Các em chú ý tư thế ngồi viết đúng nhé. Bây giờ các em hãy chỉ tay vào bảng và đọc lại những chữ mà các em vừa mới viết nào. An, vàng. Cô tiếp tục giới thiệu với các em vần tiếp theo,
đó là vần ăn. Vần ăn gồm có chữ ạ đứng trước, nối với chữ ngơ đứng sau. Và độ cao của các con chữ cũng giống như vần ăn. Bây giờ các em quan sát cách viết vần ăn. Đặt phần dưới đường kẻ ngang ba, các em viết chữ ả. Nối nét viết tiếp chữ ngờ. Chúng ta sẽ thực hành việc liên nét, nên dấu của chữ ả các em cũng viết sau cùng. Dừng phần trên đường kẻ ngang hai, các em viết dấu chữ ả. Từ vần ăn để viết được chữ măng, các em viết chữ mờ đứng trước, nối với vần ăn đứng sau. Và độ cao của chữ mờ là 2 ô ly. Bây giờ cô mời các em quan sát cách viết chữ măng. Đặt bút giữa đường kẻ ngang 2 và 3, các em viết chữ mờ, nối với vần ăn. Dừng bút trên đường kẻ ngang 2. Bây giờ các em tiếp tục viết vào bảng con cho cô vần ăn và chữ măng. Cô tin các bạn nhỏ của cô sẽ viết rất đẹp và đều. Bây giờ chúng ta đọc lại những chữ mà các em vừa mới viết nhé. Ăn, măng. Một vần tiếp theo nữa nào. Đây chính là vần ân viết thường. Vần ân viết thường có chữ ở đứng trước, nối với chữ ngơ đứng sau. Và độ cao của các con chữ cũng giống như vần an và vần ăn. Cô mời các em quan sát cách viết vần ân. Đặt phấn dưới đường kẻ ngang 3, các em viết chữ ở. Nối nét viết tiếp chữ ngờ. Và dấu của chữ ở các em sẽ viết sau cùng. Dừng phấn trên đường kẻ ngang 2, các em liếc phấn viết dấu chữ ở. Như vậy các em thấy ba vần này đều có cách viết gần giống nhau, chỉ khác dấu á của vần ăn và dấu ở của vần ân. Từ vần ân, cô sẽ hướng dẫn các em viết chữ tần. Để viết chữ tần, các em viết chữ tờ đứng trước, nối với vần ân đứng sau và dấu huyền đặt trên đầu chữ ở. Độ cao của chữ tờ là 3 ô ly. Bây giờ các em quan sát cách viết chữ tần. Đặt bút trên đường kẻ ngang 2, các em viết chữ tờ, nối với vần ân. Dừng bút trên đường kẻ ngang 2. Sau đó các em liếc bút viết nét ngang của chữ tờ và dấu huyền trên đầu chữ ở. Bây giờ các em lại tiếp tục viết vào bảng con cho cô vần ân và chữ tần. Chúng ta cùng đọc lại những chữ mà cả em vừa mới viết nhé. Ân,
Cần. Vậy là vừa rồi, cô đã hướng dẫn các em viết trên bảng con. Bây giờ các em hãy mở vở tập viết trang số 32, 33. Chúng ta sẽ luyện viết ở vở tập viết bài 1. Cùng cô đọc lại những chữ mà các em sẽ viết nào. An, vàng, ăn, măng, ân, tần. Các em à, bài viết này các em sẽ hoàn thành sau khi chúng ta kết thúc bài học nhé. Bây giờ để giúp cho các em thư giãn hơn, cô mời các em đứng dậy và chúng ta nhún nhảy theo lời bài hát Đêm Trung Thu của Gà Con. Cô trò chúng ta cùng tiếp tục bài học nào. Mời các em quan sát bức tranh và cùng đọc lại những vần mà hôm nay cô trò chúng ta tìm hiểu nhé. An, ăn, ân. Từ những vần mới này, hôm nay cô trò chúng ta tìm được những từ mới nào. Cô mời các em quan sát hình ảnh đầu tiên và đoán thử xem tên của loài lá này nào. Các em đọc thầm nào. Đọc to vậy cô. Lá, bàng. Lần nữa. Lá, bàng. À, trên tay cô, lá, lá bàng. Lá bàng tức là lá của cây bàng. Lá bàng thường rất to, có màu xanh khi mới mọc. Mặt trên bóng bẩy và mặt dưới có nhiều gân nổi lên. Cây bàng thường được trồng ở sân trường. Nó được xem như chiếc ô để che mưa, che nắng cho các bạn học sinh. Bây giờ các em hãy suy nghĩ và nói cho cô một câu có chứa từ lá bàng. Các em có thể nói là chiếc lá bàng to quá. Chúng ta cùng tiếp tục chuyển sang hình ảnh tiếp theo. Đây là quả gì cả em? Cô nghĩ rằng rất nhiều bạn đã nhận ra. Vậy chúng ta cùng đọc thầm nào. Đọc to vậy cô nào. Măng cụt. Lần nữa. Măng cụt. À, đây chính là quả măng cụt. Măng cụt có vỏ dày và cứng, khi chín có màu tím đậm, bên trong có những múi màu trắng và có hạt, nên khi ăn các em nhớ nhả hạt ra nhé. Các em lại tiếp tục suy nghĩ và nói cho cô một câu có chứa từ măng cụt. Các em có thể nói là em rất thích ăn măng cụt. Chúng ta chuyển sang hình ảnh tiếp theo nào. Các em quan sát và cho cô biết trên bầu trời này là hình ảnh gì vậy? À, đây chính là mặt trăng. Vậy mặt trăng còn có thể hiểu là gì? Cô mời các em đọc thầm để biết được nào. Đọc với cô nào. Vầng trăng. Lần nữa. Vầng trăng. À, mặt trăng hay còn có thể hiểu là vầng trăng. Và trăng thường được thấy vào ban đêm. Đặc biệt những đêm trăng rằm, trăng thường rất tròn và sáng. Các em suy nghĩ và nói cho cô một câu có chứa từ vầng trăng. Các em có thể nói là vầng trăng tỏa sáng khắp muôn nơi. Chúng ta cùng tiếp tục chuyển sang hình ảnh cuối cùng. Đây là gì các em?
À, cô nghĩ rằng rất nhiều bạn đã nhận ra rồi. Cô mời các em cùng đọc thầm để biết được nhé. Đọc nó với cô nào. Sao vàng. Một lần nữa nào. Sao vàng. À, cả em à, sao vàng có thể được hiểu là những ngôi sao màu vàng. Và cả em thấy biểu tượng sao vàng chúng ta thường thấy ở đâu? À, sao vàng chúng ta thường thấy ở lá cờ Tổ quốc Việt Nam của chúng ta đó cả em à. Vậy cả em hãy suy nghĩ và nói cho cô một câu có chứa từ sao vàng. Các em có thể nói là cờ đỏ sao vàng bay phấp phới. Bây giờ cô trò chúng ta cùng ôn lại những từ mà các em vừa tìm được nhé. Lá bàng, măng cụt, vầng trăng, sao vàng. Bây giờ các em hãy tìm cho cô những tiếng chứa vầng mà các em vừa mới được học. Đó là tiếng bàng, tiếng vàng chứa vần an, tiếng măng, tiếng trăng chứa vần ăn, và tiếng vần chứa vần ân. Các em hãy phân tích cho cô tiếng vần nào. Tiếng vần có âm vơ đứng trước, vần ân đứng sau và dấu huyền đặt trên đầu âm ở. Bây giờ các em lại tiếp tục suy nghĩ và tìm những tiếng từ ngoài bài chứa các vần này nào. Cô ví dụ, vần an, cô tìm được những tiếng và từ sau. Mời các em đọc cùng với cô. Sáng, hàng, làng, quê. Vần ăn, cô tìm được những tiếng và từ này. Các em đọc cùng đọc với cô nhé. Tầng, lắng, nghe, vắng, vẻ. Và vần ân, cùng đọc với cô nào. Dân, vâng lời, nâng đỡ. Các em tiếp tục suy nghĩ và tìm những tiếng từ chứa các vần này nhé. Bây giờ, để giúp cho các em đọc tốt hơn về các vần này, cô có bài đọc ứng dụng sau. Bài đọc này gồm có 2 câu. Từ đầu cho đến xa xưa là câu thứ nhất. Và phần còn lại là câu thứ hai. Chữ đầu của mỗi câu được viết in hoa và cuối câu có dấu chấm. Bây giờ cô mời các em lắng nghe cô đọc mẫu bài này. Tục lệ đón trăng vào giữa mùa thu đã có từ xa xưa, khi trời vừa sang thu, ai nấy đều háo hức chờ đón ngày có vầng trăng tròn. Sau khi lắng nghe cô đọc và quan sát bài đọc này, các em hãy tìm cho cô những tiếng chứa các vầng mà các em hôm nay vừa mới được học. Cô tìm được những tiếng sau, đó là tiếng sang chứa vầng an, tiếng trăng chứa vầng ăn, và tiếng vần chứa vần ân. Cô mời cả em đọc thầm lại những tiếng này nào. Đọc to với cô nào. Trăng, sang, vần trăng. Ngoài những tiếng và từ này, trong bài đọc này, cả em cũng chú ý phát âm những tiếng và từ sau. Đó là tiếng và từ gì? Cô mời cả em đọc thầm nhé. Đọc lại cùng với cô. Giữa, hảo hức. Lần nữa nào. Giữa, hảo hức. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em luyện đọc câu thứ nhất. Câu này tương đối dài nên các em chú ý, chúng ta sẽ ngắt và nghỉ hơi ở những chỗ mà cô đã đánh dấu gạch chéo. Bây giờ cô mời các em lắng nghe cô đọc mẫu câu này.
Tục lề đón trăng vào giữa mùa thu. Đã có từ xa xưa. Cô mời cả em đọc lại nào. Chúng ta cùng chuyển sang câu thứ hai. Ở câu này cũng tương đối dài nên các em chú ý ngắt hơi ở những chỗ sau. Lắng nghe cô đọc mẫu nhé. Khi trời vừa sang thu, ai nấy đều háo hức chờ đón ngày có vầng trăng tròn. Các em đọc lại nào. Bây giờ cô trò chúng ta cùng đọc lại cả bài này nhé. Tục lệ đón trăng vào giữa mùa thu. Đã có từ xa xưa. Khi trời vừa sang thu, ai nấy đều háo hức chờ đón ngày có vầng trăng tròn. Sau khi đọc bài này, các em hãy suy nghĩ và cho cô biết tục lệ nào đã có từ xa xưa. À, đó là tục lệ đón trăng vào giữa mùa thu đã có từ xa xưa. Vậy em hiểu trời vừa sang thu nghĩa là gì? Trời vừa sang thu nghĩa là sự chuyển mùa từ mùa hè sang mùa thu. Đây là một mùa rất đẹp trong năm, có tiết trời mát mẻ, bầu trời trong xanh. Và đây cũng là mùa mà các bạn học sinh được tụ trường. Đặc biệt, vào mùa này, các bạn nhỏ háo hức chờ đón điều gì? À, vào mùa thu, các bạn nhỏ háo hức chờ đón ngày có vầng trăng tròn, tức là chờ đón ngày Tết Trung Thu đó các em à. Khi ấy, vầng trăng rất sáng và tròn, các bạn được vui chơi dưới ánh trăng rằm. Một hoạt động tiếp theo mà cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu đó là hoạt động mở rộng. Cô mời các em quan sát bức tranh và cho cô biết các bạn nhỏ đang làm gì? À, các bạn nhỏ đang ca hát rất vui vẻ. Vậy lời ca của bạn nữ này là gì? Các em cùng đọc với cô nào. Chị Hằng ơi. Các em à, chị Hằng được nhắc đến như một người bạn của chú Cùi trong câu chuyện cổ tích Cây Đa và chú Cùi rất nổi tiếng. Có rất nhiều bài hát về chị Hằng cũng như về ngày Tết Trung Thu. Như giờ giải lao vừa rồi, các em đã được nghe một bài hát về Tết Trung Thu, Đêm Trung Thu của Gà Con. Và ngoài ra còn rất nhiều bài hát khác nữa. Các em có thể nhờ bố mẹ của mình mở thêm những bài hát đó để nghe nhé. Vậy cô đố các em trong lời bài hát của bạn nữ này. Chị Hằng ơi, tiếng nào chứa vần mà các em vừa mới được học? À, đó là tiếng Hằng chứa vần ăn. Vậy trong bài học này các em còn được học những vần nào nữa? Cô mời các em cùng nhắc lại tên bài học ngày hôm nay nào. A ăn ân. Ở nhà, các em tiếp tục tìm cho cô những tiếng chứa các vần này và tập nói những câu chứa các tiếng đó nhé. Và cũng đừng quên hoàn thành bài viết ở vở tập viết như cô đã hướng dẫn. Vậy là tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em.